mát rời nhé. Làm món lẩu mực, chân gà rút xương. Măng này là măng trúc nhé. À quên, măng rang nhé. Rau dớn, huyền thoại. Ngon không? Rau dớn là sở trường. Cái măng kia mới ngon kìa Tú ạ. Đây, ừ cho vào đi. Đây là nồi hến nhá. Ôi chỗ này đủ rồi chị. Cực ngon luôn đấy. Chân gà cho luôn chứ. Ừ cho chân gà luôn. Cho mấy cái thôi, cho trẻ con ăn. Còn mình mực, cần mực, cần chân này ấy. Chân gà này không ngon đâu. Chân gà thế thì cho vừa đó. Ừ, đấy, chín đến đâu rồi ăn đấy. Cho luôn mực vào chân. Đó. Em ở ừ. Đấy. Cho mực vào luôn không? Ừ, cho luôn vào. Cho mực vào thôi, con ăn. Không có lấy bát nước nắm vào đây à. Ôi, măng này mới ngon này. Bồ tát xì rau đâu? Bồ tát sau lưng Hiếu ấy. Không có cả bịch thuộc đâu. Có một một hạt thuộc cả con có đây. Hai ba con gì? À, được. Vẫn sống. Vẫn sống. Nồi nước dùng bằng hến này mới ngon, tuyệt vời. Mấy cân hến nhỉ? Ôi vừa vừa đâu nó lát quá. Ờ, được thế rồi. Mời tất cả mọi người cắt cơn. Cái này. Dấn cho sau. Cái gì mà chúng mày chấm cái này mà ăn này? Xì dầu, bồ tát. Ờ, là lấy mazile với lại cái gì? Mazile với lại. Lấy nước mắm cho mẹ mày nhá. Để chấm tương ớt đó, lấy tương ớt đó. Này, để cái đậu á. À? Đậu luộc rồi, về cái gì? Để ra đây.